Giờ chuẩn bị hạ cái dừa này nữa nha các bạn. Cái dừa này là sát vách nhà luôn nữa nè. Đó, có cái kẻ bà lớn đó nha các bạn. Chú chuẩn bị thả dây đằng lôi dây lên đằng hạ mấy cái quầy dừa trên đó xuống đó các bạn. Cây dừa cao kinh khủng luôn nè. Chú cuộc nè. Leo cái này là leo tay không, không cần móng cọp, móng gì hết trơn nha các bạn. Ca này cũng khó nè bạn ơi, có cọng dây điện ở bên hông nè. Đây, cọng dây điện đó không biết mấy bạn thấy không à. À, gốc dừa có cái lửa nữa bạn. Cái lửa. Kiến hả? Rồi, cái lửa. Đó, chú leo nha các bạn. Ghê thiệt đó, thấy chưa bạn? Đẹp kinh khủng luôn. Đó. Lên tới đột dừa nha các bạn, lên tới mấy cái quầy dừa đó. Đây chá nắng các bạn, để mình kiếm cái cách nào mình quay trong trong tí nha các bạn. Đó giờ lắc cái lá cừu. Đó bạn, chú leo lên tới đó nha. Bây giờ chuẩn bị cắt hạ mấy cái quầy dừa đó xuống nha. Đây cái cọng dây điện đây. Cọng dây điện đi sát vách nhà nữa nghe các bạn. Cái dừa này từ từ đó lên đây. Đó, từ dưới lên gốc nha bạn, từ từ gốc lên ngọn nha các bạn. Kinh dị cái dừa thứ hai nha các bạn. Chú kéo cái búa lên nha, kéo cái búa lên hạ mấy cái lá đó. Mình kêu bằng cái tàu đi bạn, mấy cái tàu dừa. Đó, cái búa lên tới nha. Cây này cũng hạ từ đoạn xuống nha các bạn, chứ không có hạ nguyên cây được. Cây này là sát vách nhà. Đây mình quay quay cận cảnh cho bạn xem nha. Đây cách nhà có khoảng có 1,5 m các bạn. Còn bên đó là cái nhà nữa nha các bạn. Nhà đó tầm có khoảng 5 m. Đó, chắc cắt mấy cái tàu dừa thả xuống nha. Đó, tàu dừa dắt xuống nha các bạn. Còn mấy cái tàu dừa dắt bên đây chắc không biết sao đem xuống đây nè. Mình cũng không tả, để chú cắt cái bắt đầu mình vừa cắt gì mình nói chuyện luôn nha các bạn. Đó chắc mình nghĩ là thòng dây á, thòng dây tàu dừa, cục cái tàu dừa rồi cắt là hạ nó xuống. Dừa khô chuẩn bị gớt nữa nha các bạn. Đấy. Nổi gớt xuống, nổi như súng vậy các bạn. Đó. Đó. Tới cắt lá thiệt nhiều quá. Đu quá khéo luôn bạn ơi. Bỏ xuống mà tưởng nó dính nhất nhà mà không dính luôn á. Đó, tao quay dựa vô xuống nha. Binh. Ba. Quay mấy cây cao này mỏi cổ quá bạn ơi. Nó cùng nhận siêu nha các bạn. Bỏ tao vừa xuống không trúng cái mái nhà luôn nha. Kinh điển nó giờ chú ở tốt cái chân đó. Đó thả quầy dừa non xuống. Đó, trên đó còn quầy dừa hai quầy dừa khô nữa nha. Còn quầy dừa khô kia được 2 trái, còn quầy kia cũng được 4 trái á. Đó, gớt ngộ như súng vậy bạn. Đây cái tàu này nè mới khó nè bạn ơi. Dây điện sát bệt nha các bạn. Đó quá siêu luôn, nếm dục con bên luôn nha các bạn. Nếm tao vừa nha, hiu luôn.
kinh điển không? Nếm thảy cắt nếm thảy về bên đây nghe quá, không có cục dây vô lá dừa luôn, mình nghĩ là cục dây vào hồi là không có cục luôn mà. Đó. Có cái cây gì nhỏ xíu mà nó khuôn bằng ấy, nó cao dữ lắm nè, không biết cái gì nữa. Thấy không, cái bụi quá ghén luôn mà. Ngã hai cái là được, hai cái là được. Mình né ở bên bà dây điện nè thì nó đứt nó trúng mình, đây thì nó bị cháo quá bạn. Dừa siêu dưới chết nhà nữa nha các bạn, chứ không phải là nó ấy đâu. Đây nè, gốc nó nằm ngoài nè, nhưng cái thân nó dừa vô cái chết nhà, cây này cũng khó cắt đó. Cắt cưa đoạn thả xuống mà khó cắt lắm rồi. Thấy thấy chú đứng chưa? Cao kinh điển luôn các bạn ơi. Đây là gần tí rồi. Đó. Chú còn đứng ở trên đó thiêu liêu chảnh nha. Còn quầy dừa nữa nha các bạn. À, quầy dừa dớt xuống nữa nghe. Đó, một đống lá dừa dưới gốc nữa các bạn ơi. Một quầy nữa. Đùng. Búa gớt xuống luôn á. Rồi bây giờ lấy cọc dây lớn nha các bạn. Chuẩn bị nữa cục dây lớn rồi lên nha. Chứ cái đó là dây nhỏ nha các bạn. Đứng quá cao quá thiêu liêu luôn bạn. Đó, giờ anh ấy nói cái cọng dây lớn vô cái đầu đó, đó nha các bạn. Rồi đó bắt đầu kéo cọng dây lớn lên. Cái mối đó nha các bạn. Kéo cọng dây lớn nó lên đó nha. Lần cột cái đột dừa đó hạ từ khúc xuống. Đó, chú trồng vô cái đọt ở trên nha các bạn. Trồng vô đọt rồi đó chú cuột xiết vào. Đó, chú trên cao thời gian ở trên các bạn. Bạn thấy hay thì thấy đăng ký và nhấn chuông để theo dõi các video khác nha các bạn. Toàn là các cây cổ thụ luôn các bạn. Đó giờ chú chuẩn bị đi dây xuống nha các bạn. Đó. Đu dây chỉ cây vịn cái cây đi xuống nha. Có chú xuống rất lẹ luôn nha. Móc vô dây an toàn cục
cột ngang cái chén nó cưa hạ ngang đó gì vậy bạn ơi. Chu can phần nửa cây nha, cắt hai đoạn, đoạn đó với cái đoạn dưới gốc này là cắt hai đoạn là hoàn thành cắt xong cái cây nha. Chú cuột vô cái cây nhỏ nữa nha các bạn. Rồi, anh ấy là cuột cái máy đem lên bạn ơi. Đó, chú cuột cái mối để đứng nha bạn. Siêu không? Cuột cái mối mượn dây nhỏ để đứng là cây dừa nha. Đứng một chân đó, còn chân kia quéo cái cây dừa nha các bạn. Chú này leo dừa rất giỏi luôn, không cần móng móng cọp là hoặc móng leo gì các bạn, không cần. Leo dừa rất lẹ luôn nha, mới cưa lên nha các bạn. Nè. Giờ chú cưa nha. Mình quên kia không có được bạn, cho nên mình đứng bên đây luôn. Đó, cưa cái đoạn dài như vậy nha bạn, mà làm sao không cho ngã vô chết ngà chết tường nha, cách 1,5 mét đó. Chú ấy đây rồi, chú ấy thả cái lưỡi cưa xuống nha các bạn. Rồi chú ấy cuột trên đó một 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 ấy một cái nữa rồi là xuống hạ dưới gốc nha. Đây. Chú tháo cái mối mà hôm nay mượn cây nhỏ để cuột vô cây lớn để đứng nha các bạn. Rồi lấy con dây nó cuột lên cái đầu đó luôn nha. Chú tuột xuống dưới góc này cưa, mình lại gần luôn nha các bạn, lại gần cưa. Đấy, chú mối chú cuột là chắc chắn luôn mà, càng nghịch là càng siết đó. Còn cái anh vừa giúp nhà đó là anh xịt lúa siêu sao nha, anh xịt lúa siêu sao đó, anh ở Chằng á. Cầm cây cưa một tay luôn đó các bạn, các bạn thấy không? Chú rất mạnh rất khỏe luôn nha các bạn. Chú đó đó, cưa cây là phải có lực mới được. À, cái khâu mở miệng đó, mở miệng xong nha các bạn. Đó, bây giờ là qua bên đây cái là cho ngã luôn đó các bạn ơi. Siêu luôn, đúng chiều luôn bạn ơi, quá đẹp. Đây cái gốc dừa nghe các bạn, gốc dừa bên lớn.
hai khúc đã hạ hai khúc. Cái cầu hũ đi ngồi năm đi cái đó khỏe lại má đi tới năm gần 11 giờ mới đi về, thằng Lam này nó cũng không đuổi về nữa. Hơi lôi là kêu thêm nữa cho đuổi được đã hoàn thành xong cái dừa nha các bạn, cái dừa to kinh khủng giờ lắm nha. Rồi mình ngừng video đây luôn nha các bạn.